Kênh Tử Vi hôm nay xin chào các bạn ạ, các bạn thân mến. Ngày mai ngày 13 tháng 4 năm 2024 sẽ là một ngày cực kỳ may mắn với trong chuyện tình duyên. Cơ hội tỏ tình với bạn đã đến nên hãy chớp lấy cơ hội này ngay nhé. Tình yêu chắc chắn sẽ khiến cuộc sống của bạn thêm thú vị, nhiều niềm vui hơn. Công việc chưa được tốt cho lắm, điều quan trọng là phải học cách khiêm tốn và nâng cao khả năng của mình. Dù giỏi đến mấy cũng không nên tự kiêu, dễ khiến người khác khó chịu nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi tử vi mới nhất mỗi ngày nha. Tử vi tuổi Tý ngày mai. Nên tham vọng trong công việc. Thứ bảy ngày 13 tháng 4 năm 2024 này sẽ rất tham vọng. Bạn nên tận dụng nguồn năng lượng này vào công việc, có lợi cho con đường tiến thân lên vị trí, chức vụ cao hơn. Ngoài ra muốn thành công thì phải tích lũy kiến thức cho bản thân, đừng nghĩ rằng chỉ cần làm việc siêng năng thôi là đủ. Hãy thôi mơ mộng và vạch ra kế hoạch nâng cao tri thức cho mình càng sớm càng tốt. Phương diện tình cảm khá tốt, tuổi Tý có thể yên tâm vì luôn có hậu phương vững chắc ủng hộ bạn. Bên cạnh đó, tối nay có thể bạn sẽ nhận được một bất ngờ nho nhỏ từ người ấy đấy. Tuổi Tý thường nghĩ thông thường trước khi chế biến thực phẩm chúng ta luôn rửa sạch tất cả, tuy nhiên không phải loại thực phẩm nào cũng cần phải rửa. Ví dụ thay vì rửa thịt thì có thể nướng hoặc luộc sơ dễ tiêu diệt vi khuẩn hoàn toàn ở độ cao. Con số may mắn 35, 41, 7, tử vi tuổi Mậu Tý. Tuổi Mậu Tý ngày 13 tháng 4 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Nếu có mưu sự về việc gì thì đều phải có trở ngại trước hoặc có sự thiệt thòi, hy sinh mới có kết quả. Nếu có thể không nên tiến hành hãy để vào một ngày khác. Nên cẩn trọng trong sự đi lại, di chuyển. Có người bất đồng ý kiến với mình. Tuy nhiên vẫn có tin tức tốt ở xa hoặc gặp thân nhân, bè bạn đến giúp đỡ. Tử vi tuổi Canh Tý. Tuổi Canh Tý ngày 13 tháng 4 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Có việc lo âu cần phải di chuyển đi lại. Cẩn trọng trong việc đi đường, sức khỏe không tốt, hoặc rất khó khăn trong việc nhờ cậy hoặc gặp gỡ người mình mong muốn. Hao tốn về giao thiệp, gặp gỡ. Có tin xa. Tài lộc trung bình, phải bỏ nhiều công lao mới có kết quả, hoặc nhận được thù lao ít ỏi, tử vi tuổi Nhâm Tý. Tuổi Nhâm Tý ngày 13 tháng 4 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Nên cẩn trọng trong sự đi lại. Có người bất đồng ý kiến với mình. Nếu có mưu sự về công việc gì thì đều phải có trở ngại trước hoặc có sự thiệt thòi, hy sinh mới có kết quả. Tuy nhiên vẫn có tin tức tốt ở xa hoặc gặp thân nhân, bè bạn đến giúp đỡ, có cuộc vui. Tử vi tuổi Giáp Tý. Tuổi Giáp Tý ngày 13 tháng 4 năm 2024, ngày không nên vội vã quyết định mọi công việc có liên quan đến công danh, tình cảm. Không nên đi xa. Cẩn trọng trong việc đi đường, sức khỏe không tốt, có tin tức xấu về sức khỏe, bổn mạng, tình cảm, công danh của người thân. Tránh sự thị phi, tranh cãi. Đề phòng tiểu nhân nói xấu, tung tin xấu. Tài lộc kém, hoặc bỏ nhiều công lao mà không có kết quả, hoặc nhận được thù lao ít ỏi, tử vi tuổi Bính Tý. Tuổi Bính Tý ngày 13 tháng 4 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Ngày có nhiều việc gấp gáp cần phải giải quyết trong ngày mới tốt. Tuy nhiên không nên nóng vội khi có sự chậm trễ hoặc có hẹn ước không như ý, không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện sẽ đưa đến không hay. Có tin buồn ở xa hoặc sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Sửu ngày mai. Ngày 13 tháng 4 năm 2024, vận trình của không khả quan, bản mệnh càng lo lắng thì người ta càng dễ hành động vội vàng, hấp tấp và cuối cùng mắc phải sai sót trong khi đáng lẽ có thể hoàn thành mọi việc tốt hơn thế. Tuổi Sửu có thể sẽ phải hối hận vì thành quả trong tay bỗng tan thành mây khói. Trong chuyện tình cảm, ngày mai tuổi Sửu có thể sẽ cảm thấy buồn bã trong lòng về chuyện tình cảm. Bạn vẫn ước mơ về nửa kia của mình, nhưng tới khi có một người cùng chung bước rồi thì lại nhận ra mọi chuyện chẳng giống như mình nghĩ. Về sức khỏe, tuổi Sửu cảm thấy không được tốt cho lắm. Các bệnh về xương khớp đang khiến bạn lo lắng. Về chế độ dinh dưỡng hàng ngày, bản mệnh nên bổ sung vitamin D vào chế độ ăn uống hàng ngày bởi vitamin có hiệu quả cho xương hơn là dùng sữa. Con số may mắn 93, 75, 27, tử vi tuổi Kỷ Sửu. Tuổi Kỷ Sửu ngày 13 tháng 4 năm 2024, cuộc hẹn ước sẽ không thành hoặc có sự dời hẹn, chậm trễ, không được như ý muốn.
Không nên tin chắc vào sự tính toán, dự tính của mình vì rất dễ có những sự kiện hoặc tin tức mới gây sự cản trở, bỏ dở nhưng vẫn không phải là xấu. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin của họ. Tài lộc khó khăn, dễ hao. Tử vi tuổi Tân Sửu. Tuổi Tân Sửu ngày 13 tháng 4 năm 2024, việc đến hãy cố gắng làm và giải quyết nhanh nhất là đối với những vấn đề nhỏ không có tính lâu dài. Đối với những việc lớn cần phải xem xét lại, đề phòng sự thiếu sót. Nếu có gặp trở ngại cũng không nên lo lắng, sẽ có cơ hội. Tâm tình bất an, gia đạo có chuyện buồn, hoặc vì lo lắng mà mỗi người một ý, tài lộc trung bình, tử vi tuổi Quý Sửu. Tuổi Quý Sửu ngày 13 tháng 4 năm 2024, cuộc hẹn ước sẽ không thành hoặc có sự dời hẹn, chậm trễ, không được như ý muốn. Không nên tin chắc vào sự tính toán, dự tính của mình vì rất dễ có những sự kiện hoặc tin tức mới gây sự cản trở, bỏ dở nhưng vẫn không phải là xấu. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin của họ. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Ất Sửu. Tuổi Ất Sửu ngày 13 tháng 4 năm 2024, không nên mưu cầu những chuyện lớn lao hoặc tin tưởng quá đáng vào sự suy nghĩ của mình sẽ có sự đảo lộn trái ý, hoặc tin tức đến chỉ đem thêm sự ràng buộc, rắc rối. Tài lộc không tốt, dễ hao tốn về sửa chữa, tu bổ, trả nợ. Có tin vui về sức khỏe hoặc tình cảm của bè bạn, thân nhân có liên quan đến mình. Nhà có đình đám hoặc được mời ăn uống nhưng không vừa ý hoặc không đi, hoặc phải trở về nửa chừng. Tử vi tuổi Đinh Sửu. Tuổi Đinh Sửu ngày 13 tháng 4 năm 2024, điềm tốt hay điềm xấu chưa biết được, phải nên cẩn trọng mà tiến từng bước sẽ gặp điều lợi. Sự háo thắng vội vàng chỉ đạt được ở buổi ban đầu, sẽ không có lợi. Cho nên hành động như thế nào để cho mình khỏi bị vướng kẹt là tốt. Tài lộc đến nhanh, hao nhanh. Tử vi tuổi Dần ngày mai. Ngày mai, tuổi Dần đón nhận nhiều may mắn đến với mình. Chuyện tình cảm tiến triển vô cùng thuận lợi, nếu bạn và người ấy đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà sẽ không còn lâu nữa. Đối với các cặp vợ chồng cũng tìm được sự tương đồng như vậy, hai người ngày càng yêu thương và thông cảm cho những khó khăn gặp phải trong cả công việc lẫn cuộc sống. Tình yêu lâu dần đã biến thành tình thương, rất khó chia lìa. Chuyện làm ăn của tuổi Dần hôm nay cũng rất tốt, tiền bạc thu về tay không ít, bản mệnh không phải vất vả quá nhiều mà mọi thứ đều thuận lợi. Tuổi Dần cũng tìm được nguồn hàng tốt, giá cả phù hợp nên lợi nhuận ngày càng tăng lên. Con số may mắn 1, 4, 12. Tử vi tuổi Canh Dần. Tuổi Canh Dần ngày 13 tháng 4 năm 2024, tất cả việc mong cầu về công danh, tình cảm, tài lộc đều có sự thay đổi. Cần hỏi ý kiến của người trên, quý nhân. Không nên hấp tấp giải quyết những công việc lớn lao sẽ gặp rủi ro. Cẩn trọng trong vấn đề pháp luật, tranh luận, kiểm tra. Mọi việc đều chưa xong. Hao tốn về đi lại xe cộ. Đề phòng rủi ro. Tử vi tuổi Nhâm Dần. Tuổi Nhâm Dần ngày 13 tháng 4 năm 2024, ngày có sự bôn ba, vất vả và có nhiều sự kiện, tin tức đến cần phải lo toan. Mọi việc không nên toan tính hoặc tin tưởng vào kinh nghiệm của mình. Sự việc sẽ xảy ra hoàn toàn khác mà lại không tốt, hoặc có người, thời thế gây áp lực không thuận lợi. Mọi việc hãy để tự nhiên. Có tin xấu. Cẩn trọng trong việc đi xa, sử dụng xe cộ. Tử vi tuổi Giáp Dần. Tuổi Giáp Dần ngày 13 tháng 4 năm 2024, tất cả việc mong cầu về công danh, tình cảm, tài lộc đều không tốt. Không nên hấp tấp giải quyết những việc lớn lao sẽ gặp rủi ro. Sức khỏe không tốt. Có tin không thuận lợi về công danh, tình cảm, sức khỏe của người thân. Cẩn trọng trong vấn đề pháp luật, tranh luận, kiểm tra. Đề phòng thị phi, tranh cãi. Mọi việc đều chưa xong. Hao tốn về đi lại xe cộ. Tử vi tuổi Bính Dần. Tuổi Bính Dần ngày 13 tháng 4 năm 2024, mọi việc không nên toan tính vì dễ có sự đảo lộn không phù hợp với thực tế hoặc phải chờ đợi lâu lắc, có trở ngại. Cẩn trọng trong việc đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ. Ngày có tiệc tùng đình đám, nhưng cũng không nên bày vẽ thêm, có chuyện không như ý, có tin tức. Tử vi tuổi Mậu Dần. Tuổi Mậu Dần ngày 13 tháng 4 năm 2024, mọi việc không nên toan tính hoặc tin tưởng vào kinh nghiệm của mình. Sự việc sẽ xảy ra hoàn toàn khác mà lại không tốt. Ngày của sự bôn ba, vất vả.
mọi việc hãy để tự nhiên sẽ có lợi. Có tin xấu. Cẩn trọng trong việc đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi Mão ngày mai. Một ngày thành công. Cục diện xấu trong tử vi ngày 13 tháng 4 năm 2024 khiến tuổi Mão phải đối mặt với nhiều chuyện đau đầu trong ngày mai. Mỗi khi đưa ra một quyết định nào đó, bạn thường khó nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người, thậm chí còn bị phản đối quyết liệt. Có thể chính bạn bè hoặc người thân của bạn là người phản đối bạn. Tuy nhiên, dù bản thân cảm thấy bất mãn, mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa thì trước tiên, bạn cũng nên xem lại mình chứ đừng nên nghĩ xấu cho người khác. Hãy xem xét thật kỹ lưỡng những hành động mà bạn dự định làm trong thứ sáu này bởi vì không phải tự nhiên mà có người ngăn cản bạn làm điều đó. Vị trí những vì sao trong ngày 13 tháng 4 năm 2024 còn cho thấy tuổi Mão và một nửa yêu thương của mình chưa thật sự thấu hiểu nhau. Khi trò chuyện, hai người thường xuyên rơi vào tình trạng nóng nảy, cố tình hoặc vô tình nói lời tổn thương nửa kia chỉ vì những quan điểm khác biệt. Hãy dành nhiều thời gian để trò chuyện và thông cảm cho nhau hơn bạn nhé. Con số may mắn 14, 28, 13. Tử vi tuổi Tân Mão. Tuổi Tân Mão ngày 13 tháng 4 năm 2024, việc gì cũng có giới hạn. Không nên háo thắng, toan tính nhiều chuyện sẽ không có kết quả mà lại có sự thiệt hại, bực mình đáng tiếc. Nếu có tiệc tùng hoặc được mời thì không nên ở lâu, chỉ gặp sự không hay và hao tốn. Có sự chậm trễ, dời hẹn, chờ đợi không như dự tính. Có việc phải làm lại hoặc phải quay về chốn cũ. Gặp lại người xưa, tử vi tuổi Quý Mão. Tuổi Quý Mão ngày 13 tháng 4 năm 2024, nên giải quyết những công việc đã dự tính ở quá khứ hoặc có ước hẹn, dễ bị mất uy tín. Có sự hư hại hoặc thất lạc các đồ đạc vật dụng, cần phải sửa chữa, mua sắm. Hao tài. Có tin buồn về rủi ro, tai nạn của người thân chồng xóm. Có tiệc, cuộc vui. Sự mong cầu về tin tức, việc làm, tài lộc đều có sự chậm trễ, nhưng vẫn có cơ hội hoặc quý nhân giúp đỡ, san sẻ. Có cuộc đi ngắn. Tử vi tuổi Ất Mão. Tuổi Ất Mão ngày 13 tháng 4 năm 2024, sự việc chưa phải là lúc kết thúc dù tình thế, hoàn cảnh đã có biến chuyển, chỉ thuận lợi cho việc sơ giao về đính ước, chấp thuận trên nguyên tắc. Mọi việc trở ngại trước, tốt đẹp sau. Nên từ từ mà tiến. Có tin buồn hoặc có sự dời hẹn, sai hẹn do người mình cần gặp bị trắc trở, đau ốm, bận lo vào việc khác. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, không được như ý, có lộc ăn, quà tặng nhỏ. Tử vi tuổi Đinh Mão. Tuổi Đinh Mão ngày 13 tháng 4 năm 2024, có nhiều sự việc xảy ra rất nhanh chóng, nếu không tỉnh táo thì dễ bị kẹt. Hãy nên suy nghĩ cho thật kỹ rồi mới tiến hành hoặc ra đi. Sự việc xảy ra sẽ không được như ý muốn hoặc bị thiếu sót cần phải tu bổ, bổ sung. Nếu có cuộc gặp gỡ họp mặt, tiệc tùng, sẽ có chuyện không như ý, có sự hư hại. Có tài lộc nhưng dễ hao. Tử vi tuổi Kỷ Mão. Tuổi Kỷ Mão ngày 13 tháng 4 năm 2024, có sự hư hại hoặc thất lạc các đồ đạc vật dụng, cần phải sửa chữa, mua sắm. Hao tài. Sự mong cầu về tin tức, việc làm. Tài lộc đều có sự chậm trễ, nhưng vẫn có cơ hội hoặc quý nhân giúp đỡ, san sẻ. Nên giải quyết những công việc đã dự tính ở quá khứ hoặc có ước hẹn, dễ bị mất uy tín. Có cuộc đi ngắn. Tử vi tuổi Thìn ngày mai. Phải rất cẩn thận. Ngày mai ngày 13 tháng 4 năm 2024 làm việc gì cũng phải rất cẩn thận bởi bạn có thể gặp một số chuyện khá là nguy hiểm. Đừng vội vàng. Hấp tấp làm điều gì mà không lường trước kết quả. Việc trở nên hòa đồng, thân thiết với mọi người ở công ty sẽ giúp ích cho tuổi Thìn rất nhiều đấy. Hãy luôn giữ được tinh thần thoải mái, vui vẻ trong công việc và nhiệt tình trợ giúp đồng nghiệp sẽ giúp bầu không khí trở nên hài hòa hơn, tác động tích cực tới hiệu quả công việc của bạn. Thời tiết mùa hè nắng gắt như thế này thì trong túi không thể thiếu một lọ kem chống nắng đâu nhé. Hãy bôi một lớp kem chống nắng vừa đủ khi ra ngoài để làn da không bị bí bách quá nhưng vẫn đủ để bảo vệ làn da của bạn tránh khỏi tia UV của mặt trời. Con số may mắn 34, 71, 58, tử vi tuổi Canh Thìn. Tuổi Canh Thìn ngày 13 tháng 4 năm 2024 nên bỏ mặc chuyện thị phi, tai tiếng, lời trách oán và chỉ nên giữ thái độ im lặng và kiên nhẫn trong công việc.
đề phòng các tai nạn rủi ro. Sức khỏe không tốt, không nên tin cẩn vào mọi tin tức đến trong ngày, nếu là tin tốt. Cũng không nên quá lo ngại nếu là tin xấu. Nên giữ lời hứa, sự ước hẹn. Cần phải bình tĩnh để giải quyết, không nên để hoàn cảnh khó khăn hiện tại lôi cuốn, bị dụ dẫn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn. Tuổi Nhâm Thìn ngày 13 tháng 4 năm 2024, có sự tiến thoái lưỡng nan, phân vân khi đương đầu với khó khăn, chuyện buồn. Nên tìm gặp quý nhân và chờ đợi tin tức ở xa. Hoặc vì uy tín mà phải giải quyết những chuyện có sự giao hẹn, đính ước. Nên nhẫn nhịn. Có tài lộc, tử vi tuổi Giáp Thìn. Tuổi Giáp Thìn ngày 13 tháng 4 năm 2024, không nên tin cẩn vào mọi tin tức đến trong ngày, nếu là tin tốt. Cũng không nên quá lo ngại nếu là tin xấu. Cần phải bình tĩnh để giải quyết, không nên để hoàn cảnh khó khăn hiện tại lôi cuốn, bị dụ dẫn. Nên bỏ mặc chuyện thị phi, tai tiếng, lời trách oán, và chỉ nên giữ thái độ im lặng và kiên nhẫn trong công việc. Hãy ngồi nhìn sự việc diễn tiến mới tốt. Đề phòng các tai nạn rủi ro. Sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Bính Thìn. Tuổi Bính Thìn ngày 13 tháng 4 năm 2024, mọi chuyện không nên hấp tấp hoặc bày vẽ thêm nhiều việc sẽ không có lợi, đưa đến bực mình, tranh cãi, mít lòng. Nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt. Giới hạn việc đi lại, di chuyển, đề phòng rủi ro. Nếu có cuộc vui thì cũng không được vừa ý, có tin hoặc chuyện buồn. Tử vi tuổi Mậu Thìn. Tuổi Mậu Thìn ngày 13 tháng 4 năm 2024, hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhận lời của người khác về công ăn việc làm cũng như về tình cảm. Nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt. Mọi chuyện không nên hấp tấp hoặc bày vẽ thêm nhiều việc sẽ không có lợi, đưa đến bực mình, tranh cãi, bít lòng. Giới hạn việc đi lại, đề phòng rủi ro. Nếu có cuộc vui thì cũng không được vừa ý, có tin hoặc chuyện buồn. Tử vi tuổi Tỵ ngày mai. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, những dấu hiệu chiêm tinh cho thấy vào thứ Bảy ngày 13 tháng 4 năm 2024 này, tuổi Tỵ nên thận trọng bởi có điềm báo tai nạn do va chạm bất ngờ xảy ra, vì thế con giáp này phải lưu ý nhìn trước ngó sau, quan sát kỹ lưỡng, chớ nên vội vàng hấp tấp mà ảnh hưởng đến sự an toàn của bản thân. Tốt nhất bản mệnh không nên di chuyển xa hoặc tới những nơi đông đúc hay địa hình hiểm trở trong ngày hôm nay. Đường tình duyên của tuổi Tỵ hôm nay khởi sắc hơn, các mối quan hệ của con giáp này đều phát triển tốt đẹp, mặc dù người độc thân chưa tìm được nửa kia tâm đầu ý hợp ngay lúc này, nhưng bản mệnh có nhiều bạn bè và có người cùng tâm sự trải nghiệm. Người đã có đôi không có nhiều mâu thuẫn hay tranh cãi nào quá lớn, vận trình tài lộc của tuổi Tỵ hôm nay có dấu hiệu hao hụt do bản thân tiêu pha mua sắm quá nhiều vào những món đồ không cần thiết. Nhìn chung con giáp này cũng không được dư dả cho lắm, nên hãy hạn chế việc mua sắm, chỉ nên mang theo một khoản tiền vừa đủ khi ra ngoài để tránh chi tiêu ngẫu hứng. Con số may mắn 84, 39, 57. Tử vi tuổi Tân Tỵ. Tuổi Tân Tỵ ngày 13 tháng 4 năm 2024, mọi sự đều thay đổi. Thêm một chuyện thà bớt đi một chuyện sẽ đỡ đi chuyện nặng lòng. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Hao tốn về mua sắm, tiệc tùng, quà tặng hoặc chỉ có niềm vui chốc lát. Chuyện tình cảm, vui chơi, giao thiệp không nên kéo dài sẽ gặp chuyện không như ý, vướng mắc vào chuyện mình không thích. Có tin không tốt ở xa, tử vi tuổi Quý Tỵ. Tuổi Quý Tỵ ngày 13 tháng 4 năm 2024, mọi sự rất dễ thay đổi. Những việc cần thiết thì nên làm cho xong vì sẽ có sự kiện hoặc tin tức mới cần phải giải quyết. Không nên nóng nảy khi thấy có sự chậm trễ về hẹn ước, vì đây là chuyện ngoài ý muốn. Có tài lộc. Tử vi tuổi Ất Tỵ. Tuổi Ất Tỵ ngày 13 tháng 4 năm 2024, mọi sự đều thay đổi. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Chuyện tình cảm, vui chơi, giao thiệp không nên kéo dài sẽ gặp chuyện không như ý, vướng mắc vào chuyện mình không thích. Có tin không tốt ở xa, thêm một chuyện thà bớt đi một chuyện sẽ đỡ đi chuyện nặng lòng. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Hao tốn về mua sắm, tiệc tùng, quà tặng hoặc chỉ có niềm vui chốc lát. Tử vi tuổi Đinh Tỵ. Tuổi Đinh Tỵ ngày 13 tháng 4 năm 2024, việc gì đến thì nên làm nhanh, không nên chần chờ dễ gặp trở ngại, khó khăn, hoặc có lời bàn ra,
tán vào khiến cho mình mất phương hướng, chỉ đem lại sự tranh cãi, giải thích khiến cho việc bị kéo dài thêm. Tuy nhiên vẫn nên giữ tình cảm tốt. Tài lộc khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ. Tuổi Kỷ Tỵ ngày 13 tháng 4 năm 2024, mọi sự rất dễ thay đổi. Do đó việc gì đến thì nên làm nhanh, không nên chần chờ dễ gặp trở ngại hoặc có lời bàn ra, tán vào khiến cho mình mất phương hướng, chỉ đem lại sự tranh cãi, giải thích khiến cho việc bị kéo dài thêm. Tuy nhiên vẫn nên giữ tình cảm tốt. Có chuyện buồn. Tài lộc kém. Tử vi tuổi Ngọ ngày mai. Xem xét vận trình tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy ngày thứ Bảy ngày 13 tháng 4 năm 2024 này, tuổi Ngọ có điềm báo xảy ra mâu thuẫn với người thân trong gia đình hoặc bạn bè đồng nghiệp. Thế nên con giáp này phải bình tâm suy xét để giải quyết tình huống sao cho thật thấu đáo, đừng chọn giải pháp tự cô lập bản thân. Dù sao bên cạnh tuổi Ngọ vẫn còn những người rất đáng tin cậy để có thể xin những lời khuyên hữu ích mỗi khi bản thân gặp phải hoàn cảnh nan giải. Trong chuyện tình cảm, tuổi Ngọ đừng chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, hãy sống và quan tâm đến cảm xúc của nửa kia thay vì chỉ biết đòi hỏi mọi thứ phải theo ý mình. Tinh thần của con giáp này dễ bị tác động bởi nhiều yếu tố như thời tiết, chuyện công việc, lời nói của những người xung quanh. Tử vi phương Đông khuyên tuổi Ngọ hãy cố gắng loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và mở lòng để đón nhận thêm những điều tích cực. Tâm trạng vui vẻ, thoải mái là liều thuốc bổ cực tốt cho sức khỏe và ngược lại áp lực từ những buồn phiền sẽ là liều thuốc độc cực hại. Ngoài ra vì hôm nay tuổi Ngọ rơi vào cục diện ngũ hành tương khắc nên bản mệnh cần chú ý cẩn thận hơn trong các hoạt động thường ngày, tránh vô tình bị tổn hại đến thân thể. Con số may mắn 42, 12, 60. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ. Tuổi Nhâm Ngọ ngày 13 tháng 4 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng, nên hành động một cách bình thường. Có tin xa, hoặc gia đạo có khách đến. Ngày có rất nhiều sự biến chuyển, thay đổi trong công danh, việc làm, tình cảm khiến mình phải bận rộn giải quyết. Không nên có sự hấp tấp vội vàng tiến hành, có trở ngại. Tử vi tuổi Giáp Ngọ. Tuổi Giáp Ngọ ngày 13 tháng 4 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Chớ nên manh động làm càng chỉ rước lấy thất bại, hoặc bị khiển trách. Ngày có nhiều sự xung đột, mâu thuẫn, bị áp lực. Nên cẩn trọng về sức khỏe, bổn mạng và trong khi sử dụng xe cộ, máy móc. Nên ngồi yên, tu bổ sửa chữa, sắp xếp lại công việc. Tránh sự tranh chấp, cãi cọ lôi thôi. Có tin buồn. Tử vi tuổi Bính Ngọ. Tuổi Bính Ngọ ngày 13 tháng 4 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Ngày có rất nhiều sự biến chuyển, thay đổi trong công danh, việc làm, tình cảm khiến mình phải bận rộn giải quyết, nhưng không nên vội vã tiến hành hoặc giải quyết, có trở ngại. Nên hành động một cách bình thường. Có tin tức ở xa, tử vi tuổi Mậu Ngọ. Tuổi Mậu Ngọ ngày 13 tháng 4 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Ngày có rất nhiều sự biến chuyển, thay đổi trong công danh, việc làm, tình cảm khiến mình phải bận rộn giải quyết. Không nên có sự hấp tấp vội vàng tiến hành, có trở ngại. Nên hành động một cách bình thường. Có tin xa, hoặc gia đạo có khách đến. Có tài lộc. Tử vi tuổi Canh Ngọ. Tuổi Canh Ngọ ngày 13 tháng 4 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Ngày có nhiều sự xung đột, mâu thuẫn, bị áp lực. Tránh sự tranh chấp, cãi cọ lôi thôi. Chớ nên manh động làm càng chỉ rước lấy thất bại, hoặc bị khiển trách. Nên cẩn trọng về sức khỏe, bổn mạng và trong khi sử dụng xe cộ, máy móc. Nên ngồi yên, tu bổ sửa chữa, sắp xếp lại công việc. Có tin tức. Mọi việc khó có sự kết thúc, chậm trễ. Tử vi tuổi Mùi ngày mai. Xem tử vi hàng ngày hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 4 năm 2024 cho thấy xuất hiện điềm báo những điều may mắn và thuận lợi cứ liên tục đến bên tuổi Mùi. Quý nhân có thể là người ở ngay gần bạn, từng ngày dõi theo bạn, nâng bước chân bạn trên con đường tiến đến thành công. Đừng bỏ lỡ những cơ hội quý giá này nhé. Tình hình tài chính của tuổi Mùi trong ngày này có khá nhiều tin vui. Những khoản thưởng, hoa hồng hay lợi nhuận liên tục báo về khiến bạn không khỏi mừng vui. Tiếp tục duy trì tình hình kinh doanh tốt như bạn đang làm hiện tại, tương lai của bạn sẽ được rạng rỡ hơn nhiều. Tuổi Mùi nếu đang độc thân thứ Bảy này sẽ có cơ hội gặp gỡ nửa kia của cuộc đời mình qua những cuộc gặp gỡ bạn bè một cách tình cờ và cũng rất đáng nhớ nữa.
Mở lòng và sống với con người thật của mình, bạn sẽ cảm nhận được tình yêu thương đong đầy của mọi người dành cho mình đó. Con số may mắn 30, 60, 42. Tử vi tuổi Quý Mùi. Tuổi Quý Mùi ngày 13 tháng 4 năm 2024, có cuộc đi ngắn hoặc có người đi xa. Ngày có sự thay đổi hoặc cần phải tiến hành như đã định trước. Không nên để lời bàn ra tán vào mà hãy tự mình quyết định cho nhanh. Tài lộc trung bình, tử vi tuổi Ất Mùi. Tuổi Ất Mùi ngày 13 tháng 4 năm 2024, ngày của đám đông, hội ngộ, hội họp, họp mặt, hoặc có nhiều tin tức đến tốt xấu lẫn lộn, nhưng vui nhiều hơn buồn. Sự mong cầu về tiền bạc chỉ nên ở mức bình thường hoặc hãy để tự nhiên sẽ có kết quả tốt. Không nên thấy có lợi mà lại đòi tiến thêm sẽ không hay. Có cuộc đi ngắn hạn. Hao tài vì giao thiệp, mua sắm. Tử vi tuổi Đinh Mùi. Tuổi Đinh Mùi ngày 13 tháng 4 năm 2024, nếu tiến hành công việc thì nên cẩn trọng sẽ gặp nhiều rủi ro. Nên có sự tu bổ, chỉnh đốn lại công việc, nếu việc đã xong cũng cần phải xem xét lại. Ngày dễ có sự hao tốn. Có tin buồn, không như ý, tử vi tuổi Kỷ Mùi. Tuổi Kỷ Mùi ngày 13 tháng 4 năm 2024, không phải là dễ dàng khi giải quyết một lần là xong, còn nhiều sự việc xảy ra. Nếu tiến hành công việc thì nên cẩn trọng sẽ gặp nhiều rủi ro. Nên có sự tu bổ, chỉnh đốn lại công việc. Nếu việc đã xong cũng cần phải xem xét lại. Tài lộc dễ có sự hao tốn. Có tin buồn, không như ý, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn của mình hoặc của gia đình. Tử vi tuổi Tân Mùi. Tuổi Tân Mùi ngày 13 tháng 4 năm 2024, ngày của đám đông, hội ngộ, hội họp, họp mặt, hẹn ước, định kỳ. Đã đến lúc có sự thay đổi trong mọi việc, sự mong cầu về tài lộc chỉ nên ở mức bình thường hoặc hãy để tự nhiên sẽ có kết quả tốt. Không nên thấy có lợi mà lại đòi tiến thêm sẽ không hay. Có cuộc đi ngắn hạn. Hao tài vì giao thiệp, mua sắm. Có tin buồn. Tử vi tuổi Thân ngày mai. Chiếu theo bản đồ sao trong ngày hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 4 năm 2024, tuổi Thân sẽ có một ngày làm việc nhẹ nhàng nhưng vẫn gặt hái được thành quả tốt đẹp. Sự nghiệp phát triển đến một giai đoạn mới và con giáp này có thể chọn thời điểm thích hợp để thay đổi công việc, thử thách bản thân ở những lĩnh vực cảm thấy hứng thú. Tử vi ngày 13 tháng 4 năm 2024 cho thấy đường tài lộc của tuổi Thân trong ngày thứ Bảy này cho dù không có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng may mắn là có nguồn tài chính ổn định. Người làm công ăn lương hầu như không bị ảnh hưởng, còn người kinh doanh có chút giảm sút, không bằng với những ngày trước đó. Trong ngày hôm nay tuổi Thân cũng không nên tin tưởng người khác quá mà dễ bị lừa gạt tiền bạc, cho vay mượn mà không biết có lấy lại được không. Mặc dù bản thân tuổi Thân không làm gì sai trái nhưng chuyện đen đủi và thị phi cứ tìm đến, nhưng qua đó cũng nhận ra được đâu là người có thể làm bạn và đâu là người mà mình cần phải tránh xa. Con số may mắn 24, 72, 18. Tử vi tuổi Giáp Thân. Tuổi Giáp Thân ngày 13 tháng 4 năm 2024, trong việc trò chuyện, giao thiệp nên cẩn trọng có sự trái ý bất ngờ, xung đột. Người đến với mình chỉ đem lại điều hại hoặc tin xấu, chuyện tình cảm chỉ là thoáng qua, không nên mưu tính sự lâu dài. Nếu có cầu về hôn nhân cũng nên chậm rãi, hoặc vì hoàn cảnh, tình thế chưa giải quyết được một cách êm xuôi. Dễ bị trách oán, hàm oan. Tài lộc không tốt, tử vi tuổi Bính Thân. Tuổi Bính Thân ngày 13 tháng 4 năm 2024, có nhiều công việc xảy ra ngoài dự tính, cho nên mưu sự chuyện gì nếu đã có tính trước thì phải có sự đề phòng, hoặc cần phải giới hạn, không nên kéo dài sẽ không tốt. Sự chờ đợi về tin tức không được như ý, không có kết quả mong muốn. Có trở ngại, rắc rối. Ngày không nên làm gì, nên ngồi tại chỗ nghỉ ngơi. Tử vi tuổi Mậu Thân. Tuổi Mậu Thân ngày 13 tháng 4 năm 2024, làm gì cũng không nên để mình bị ràng buộc, hoặc phải vướng vào những chuyện không đâu. Đi đến nơi nào cũng không nên ở lâu, có cuộc đi ngắn hoặc được mời. Nên cẩn trọng khi di chuyển, đi lại. Có tin xa nhưng cũng không tốt. Tính toán nhiều dễ hao tốn tài lộc, tử vi tuổi Canh Thân. Tuổi Canh Thân ngày 13 tháng 4 năm 2024, nếu có cầu về hôn nhân cũng nên chậm rãi, hoặc vì hoàn cảnh, tình thế chưa giải quyết được một cách êm xuôi. Chuyện tình cảm chỉ là thoáng qua, không nên mưu tính sự lâu dài.
người đến với mình chỉ đem lại điều hại hoặc tin xấu. Tốt hơn nên tự mình đi tìm. Dễ bị trách oán, hàm oan. Tài lộc không tốt. Tử vi tuổi Nhâm Thân. Tuổi Nhâm Thân ngày 13 tháng 4 năm 2024, sự chờ đợi về tin tức không được như ý, không có kết quả mong muốn. Có trở ngại, rắc rối. Có sự thay đổi hoặc có cuộc đi mà lòng không vui. Có nhiều công việc xảy ra ngoài dự tính, cho nên mưu sự chuyện gì nếu đã có tính trước thì phải có sự đề phòng, hoặc cần phải giới hạn, không nên kéo dài sẽ không tốt. Tử vi tuổi Dậu ngày mai. Ngày 13 tháng 4 năm 2024 này không nên nghiêm khắc, gượng ép bản thân quá nhiều. Bạn đang tự giới hạn bản thân vào một khuôn khổ nhất định, chính vì thế những rào cản mà bạn tự tạo ra không làm bạn có thể phát triển tiến tốt hơn trong cuộc sống. Hãy bắt đầu lên kế hoạch từng việc một, từ việc nhỏ đến việc lớn và nỗ lực hoàn thiện những mục tiêu đã đề ra trong ngày. Tuổi Dậu nên tận dụng những khoảnh khắc mà nó truyền cảm hứng và thúc đẩy bạn theo đuổi mục tiêu của mình. Đừng để những tác động xung quanh làm ảnh hưởng tới bạn. Nước trà Atiso có khả năng thanh nhiệt, giải độc, mát gan rất tốt. Cơ thể của bạn đang xuất hiện những biểu hiện của việc nóng trong, mẩn ngứa khó chịu. Vì vậy hãy uống thật nhiều nước Atiso để giúp cơ thể đào thải độc tố và thanh lọc tốt hơn. Con số may mắn 14, 70, 53, tử vi tuổi Ất Dậu. Tuổi Ất Dậu ngày 13 tháng 4 năm 2024, ngày có cuộc vui hoặc có tin vui ở xa về chuyện tình cảm. Có cuộc đi ngắn hoặc di chuyển. Tuy nhiên mọi việc không nên kéo dài lại xảy ra những chuyện không vui. Ngày thuận lợi cho họp mặt, đính ước. Tài lộc trung bình, hao tốn về mua sắm, di chuyển, có lộc ăn. Có rắc rối nhỏ trong vấn đề di chuyển hoặc chờ đợi chậm chạp. Tử vi tuổi Đinh Dậu. Tuổi Đinh Dậu ngày 13 tháng 4 năm 2024, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tin vui buồn lẫn lộn. Mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn, vấp váp trước, hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng. Có tin buồn về đi lại, di chuyển. Tử vi tuổi Kỷ Dậu. Tuổi Kỷ Dậu ngày 13 tháng 4 năm 2024, có tin buồn về đi lại, di chuyển hoặc nhận tin tức không tốt. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tin vui buồn lẫn lộn. Mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn, vấp váp trước, chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu, hoặc trong ngày có nhiều việc đến, cần có sự thu xếp khéo léo về thời gian. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi Tân Dậu. Tuổi Tân Dậu ngày 13 tháng 4 năm 2024, có rắc rối nhỏ trong vấn đề di chuyển hoặc phải chờ đợi chậm chạp. Có cuộc đi ngắn hoặc di chuyển. Ngày có cuộc vui đình đám, tiệc tùng hoặc có tin vui ở xa về chuyện tình cảm. Tuy nhiên mọi việc không nên kéo dài lại xảy ra những chuyện không vui. Ngày thuận lợi cho họp mặt, kết bạn, đính ước. Tài lộc trung bình, hao tốn về mua sắm, di chuyển, có lộc ăn. Tử vi tuổi Quý Dậu. Tuổi Quý Dậu ngày 13 tháng 4 năm 2024, nếu có người đề nghị về công việc thì nên tiến hành nhưng chỉ là những chuyện ngắn gọn mới tốt. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tiệc tùng. Có tin buồn, hoặc sự gặp gỡ, kết quả công việc chưa được như ý, có sự hao tốn sửa chữa, tu bổ, chỉnh trang, mua sắm vật dụng, đi xa. Tử vi tuổi Tuất ngày mai. Tử vi hàng ngày phương Đông nói rằng thứ Bảy ngày 13 tháng 4 năm 2024 hôm nay, tuổi Tuất không được may mắn cho lắm. Con giáp này làm gì cũng có vấn đề rắc rối, phát sinh sự cố khiến kết quả không được như ý, điềm báo có kẻ tiểu nhân xuất hiện quấy phá nên bao công sức và cố gắng của bản thân đều tiêu tan hết. Tài lộc của tuổi Tuất trong ngày thứ Bảy này cũng không quá dồi dào, con giáp này không nên chi tiêu bừa bãi dù thu nhập có tốt tới đâu nhưng nếu cứ mua sắm hoang phí thì rất dễ phải rơi vào tình trạng thiếu trước hụt sau. Điều đó không có nghĩa là tuổi Tuất phải chi tiêu một cách tằng tiện, những khoản thật sự cần thiết thì không nên tính toán quá chi li. Vận trình tình cảm của tuổi Tuất hôm nay không được thuận lợi cho lắm nhưng với người thân lại vô cùng ấm áp, con giáp này tin tưởng và luôn coi gia đình chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mình. Cuối ngày nếu được, hãy trở về nhà cùng ăn cơm, trò chuyện với những người thân yêu của mình, điều này sẽ giúp tuổi Tuất quên đi hết mọi phiền muộn của một ngày không được như ý. Con số may mắn 39, 96, 84. Tử vi tuổi Bính Tuất. Tuổi Bính Tuất ngày 13 tháng 4 năm 2024, ngày có nhiều việc phải lo, ưu phiền.
nội bộ gia đình, công sở, không nên tranh cãi. Sự rủi ro, đảo lộn, bất trắc rất dễ đến. Ngày không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện. Cẩn trọng việc đi lại, di chuyển có rủi ro, thị phi. Sức khỏe không tốt. Gia đạo bất an. Có người đi xa. Có tin xa, tử vi tuổi Mậu Tuất. Tuổi Mậu Tuất ngày 13 tháng 4 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Việc gì cũng có sự giới hạn của nó. Nên hài lòng với chuyện hiện tại, không nên toan tính thêm nhiều chuyện sẽ không tốt. Có cuộc vui nhỏ hoặc được mời. Có tin tức không tốt về sức khỏe, công danh của thân nhân, bè bạn. Ra ngoài bất lợi. Tử vi tuổi Canh Tuất. Tuổi Canh Tuất ngày 13 tháng 4 năm 2024, gặp lại người xưa, việc cũ. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, dễ hao tài. Ngày có nhiều chuyện rắc rối, phiền lòng. Làm gì cũng phải cẩn thận dễ gặp rủi ro, ráo trở, đề phòng tai nạn đi đường hoặc hao tốn về xe cộ, máy móc, sức khỏe không tốt. Gia đạo bất an. Trong nhà có người gặp rủi ro, đau ốm, bệnh tật, có tang, hoặc có tin xấu về công danh, pháp luật, tử vi tuổi Nhâm Tuất. Tuổi Nhâm Tuất ngày 13 tháng 4 năm 2024, ngày không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện. Cẩn trọng việc đi lại, di chuyển có rủi ro, thị phi. Ngày có nhiều việc phải lo, ưu phiền. Nội bộ gia đình, công sở, không nên tranh cãi. Sự rủi ro, đảo lộn, bất trắc rất dễ đến. Sức khỏe không tốt. Gia đạo bất an. Có người đi xa. Có tin xa. Tử vi tuổi Giáp Tuất. Tuổi Giáp Tuất ngày 13 tháng 4 năm 2024, ngày có nhiều chuyện rắc rối, phiền lòng. Làm gì cũng phải cẩn thận dễ gặp rủi ro xung đột bất hòa, tranh cãi. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, dễ hao tài. Đề phòng tai nạn đi đường, hoặc hao tốn về xe cộ, máy móc, sức khỏe không tốt. Gia đạo bất an. Trong nhà có người gặp rủi ro, bệnh tật, có tang, hoặc có tin xấu về công danh, pháp luật. Tử vi tuổi Hợi ngày mai. Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Bảy ngày 13 tháng 4 năm 2024, tuổi Hợi gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Con giáp này giải quyết những vấn đề trục trặc trong công việc một cách suôn sẻ và triệt để. Hơn thế nữa, có nhiều cơ hội xây dựng những mối quan hệ xã giao mới tốt đẹp, giúp ích cho con đường sự nghiệp hiện tại cũng như tương lai sau này. Tài lộc của tuổi Hợi trong ngày thứ Bảy này cũng tiến triển nhanh chóng, ngay cả con đường công danh sự nghiệp cũng thuận lợi hơn nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè hay đồng nghiệp xung quanh. Tiền bạc rủng rỉnh, con giáp này có thể chi tiêu, mua sắm thoải mái mà không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều. Nhưng bạn cũng nên trích ra một khoản để tiết kiệm, phòng những khi hữu sự, vận trình tình duyên của tuổi Hợi trong ngày mới này khá êm đẹp. Con giáp này và đối phương có được sự hòa hợp khiến hai người cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Hãy tận hưởng những khoảng thời gian hài hòa này, nhưng cũng nên chuẩn bị tinh thần cho những điều mâu thuẫn sắp đến trong tương lai gần. Tuổi Hợi nên biết rằng chính những sự hờn dỗi vu vơ mới là gia vị, chất xúc tác khiến tình yêu của hai người trở nên nhiều màu sắc hơn. Con số may mắn 60, 81, 45. Tử vi tuổi Đinh Hợi. Tuổi Đinh Hợi ngày 13 tháng 4 năm 2024, nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc gánh vác trách nhiệm thì cũng nên dè dặt, hoặc mình phải chịu hao tốn. Cho nên nếu vì tình cảm, ân nghĩa thì nên tiến hành, nếu không như vậy thì chỉ nên góp ý kiến. Tử vi tuổi Kỷ Hợi. Tuổi Kỷ Hợi ngày 13 tháng 4 năm 2024, có cuộc đi ngắn hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Dễ hao tài, tốn kém về đi lại giao dịch, mua sắm. Nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc gánh vác trách nhiệm thì cũng nên dè dặt, hoặc mình phải chịu hao tốn. Cho nên nếu vì tình cảm, ân nghĩa thì nên tiến hành, nếu không như vậy thì chỉ nên góp ý kiến. Tử vi tuổi Tân Hợi. Tuổi Tân Hợi ngày 13 tháng 4 năm 2024, làm gì cũng phải cầu việc đến ý kiến của quý nhân, thân nhân, không nên nóng vội. Mọi việc không thể chờ đợi, cần phải tiến hành, nên tự mình ra đi để tìm phương hướng khác để giải quyết. Có tin tức ở xa hoặc có thân nhân, bè bạn đến, có tiệc tùng, đình đám, cuộc vui nhỏ. Có người đem tin buồn đến và cần nhờ vả, giúp đỡ. Tử vi tuổi Quý Hợi. Tuổi Quý Hợi ngày 13 tháng 4 năm 2024, có cuộc đi ngắn hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Dễ hao tài,
tốn kém về đi lại giao dịch, mua sắm. Nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc gánh vác trách nhiệm thì cũng nên dè dặt, hoặc mình phải chịu hao tốn. Cho nên nếu vì tình cảm, ân nghĩa thì nên tiến hành, nếu không như vậy thì chỉ nên góp ý kiến. Tử vi tuổi Ất Hợi. Tuổi Ất Hợi ngày 13 tháng 4 năm 2024, mọi việc không thể chờ đợi, cần phải tiến hành, hoặc phải tìm phương hướng khác để giải quyết. Có tin tức ở xa hoặc có thân nhân, bè bạn đến, có tiệc tùng, đình đám, cuộc vui nhỏ. Có người đem tin buồn đến và cần nhờ vả, giúp đỡ. Công việc của ngày 13 tháng 4 năm 2024 sẽ không được thuận lợi cho lắm. Một phần là do bạn đánh giá thấp khả năng của mình, không dám đứng ra nhận trọng trách. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể làm được nếu bạn đủ quyết tâm. Đừng bao giờ so sánh bản thân với người khác, bởi cái họ thể gian là sự hoành tráng phía trước, chứ không phải là tiếng thở dài đằng sau. Có thể bạn ghen tị khi thấy họ nhiều tiền, nhưng biết đâu họ lại ngưỡng mộ bạn, có một giấc ngủ êm ái tới tận hôm sau. Các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi tử vi mới nhất mỗi ngày nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video mới nhất nha. Bye bye mọi người.